Trong ai kỳ phí chung á, nên ai chọn là muối.
với em chia sẻ với một người dùng người dân tộc Khmer nha các bạn.
nói chơi xỉn luôn rồi, lên cột tay nha các bạn nha. Cưới đã sắp sửa kết thúc nha các bạn nha. Và video của mình cũng là 15 phút nữa các bạn nha. Đây. À, còn một người nữa các bạn nha. Đây là nhạc của phong tục người Khmer các bạn nha. Lúc mà họ cột tay chúc phúc cho chú rể và cô dâu nha các bạn. Rồi, giờ là những người chúc phúc đã chúc phúc xong nha các bạn nha. Wow.
là phần cuối. Đây là ông này, ông đại diện cho bên các chị các bạn. Đây là phần đại khách nha các bạn nha. Chào các bạn và video mình đến đây thôi nha các bạn nha. 18 phút, 19 phút nha các bạn. Và lễ khởi hành cũng đã kết thúc rồi các bạn nha. Được 19 triệu 200 ngàn đồng. Nó sống dậy tại tầng O Chiêm. Hãy nên sống dàng nha các bạn nha. Tầm nâng tòa mà này một phút khác khôn trốn. Mà này một phút khác khôn xây. Tại bà chạy đứng lì lộn tụi cô đơn rửa ấy. Đọc chuột.